Lương Mỹ Linh và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trong ngày thứ năm ngày 22 tháng 6 năm 2023. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi trong ngày. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị, để bắt đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Nổ lớn tại tòa nhà trung tâm Paris ít nhất 29 người bị thương. Ít nhất có 29 người bị thương trong đó có 4 người bị thương nặng sau vụ nổ lớn tại trung tâm thủ đô Paris của nước Pháp vào ngày 21 tháng 6 theo BBC đưa tin. Vụ nổ xảy ra tại tòa nhà có trường dạy thiết kế và trụ sở hệ thống giáo dục công giáo trên đường Saint-Jacques ở quận 5 của Paris. Nhân viên cứu nạn đang lục tìm khắp đống đổ nát của tòa nhà vì còn ít nhất là hai người có lẽ mất tích. Nhân chứng cho hay là họ ngửi thấy mùi gas nồng nặc trước vụ nổ. Sau khi tới hiện trường, thì bà Laura Beko, là công tố viên của Paris, cho biết là qua kiểm tra ban đầu từ video từ camera an ninh, dường như là vụ nổ xảy ra bên trong của tòa nhà nhật báo Le Parisien đã đưa tin. Tòa nhà nằm kế bên nhà thờ Val de Grace. Tuy nhiên, thì giới chức hữu trách lưu ý là họ chưa xác định được nguyên nhân của vụ nổ. Ban đầu thì tòa nhà bị lửa bao trùm, nhưng sau đó đám cháy đã được kiểm soát. Khu vực xung quanh được phong tỏa và bà Anne Hiltago, thị trưởng của Paris, đã tới hiện trường. Còn ông Gerald Demenin, là bộ trưởng nội vụ của Pháp, khuyến cáo cư dân tránh xa nơi này. Khu vực này nổi tiếng thu hút du khách và có nhiều sinh viên sinh sống. Quay sang tình hình tại Anh Quốc, thưa quý vị. Thủ tướng Anh bác bỏ khả năng sẽ hỗ trợ bổ sung cho các chủ nhà. Thủ tướng Anh ông Rishi Sunak đã bác bỏ khả năng hỗ trợ bổ sung cho người sở hữu nhà, vốn đang gặp khó khăn để có thể thanh toán lãi suất vay thế chấp tăng mạnh ở tại nước này. Hiện nay, mức lãi suất cố định của khoản vay kỳ hạn 2 năm, trung bình, đã tăng lên là 6%. Chính phủ cần phải tiếp tục kế hoạch giảm lạm phát xuống còn một nửa trong nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng sinh hoạt chi phí dù các gia đình ở tại Anh đang phải đối mặt với lãi suất của các khoản vay lãi tăng mạnh. Lãi suất vay thế chấp đã tăng mạnh trong những tuần lễ gần đây, khi Ngân hàng Trung ương của Anh nỗ lực hạ nhiệt giảm phát. Các nhà đầu tư nhận định, Ngân hàng Trung ương của Anh Quốc sẽ thông báo tăng lãi suất lần thứ 13 tại cuộc họp vào ngày 22 tháng 6, tức là hôm nay, do lạm phát vẫn còn cao. Chính phủ của Anh đang phải đối mặt với những lời kêu gọi về việc hỗ trợ cho những người sở hữu nhà, khi có hơn 2.4 triệu mortgage tức là khoản vay với lãi suất cố định sẽ hết hạn vào cuối năm 2024, khiến cho nhiều gia đình có thể sẽ phải trả lãi với mức tăng mạnh. Trong khi đó lạm phát ở tại Anh Quốc hiện nay là 8.7%, vượt xa mức mục tiêu là 2% mà ngân hàng trung ương của Anh đã đặt ra và vẫn thuộc vào hàng cao nhất trong số các nền kinh tế phát triển. Ông Viraj Patel là chiến lược gia cao cấp ở tại Vanda Research, lưu ý rằng hiện nay có hơn 50% gia đình vẫn đang phải thế chấp với lãi suất cao hơn và điều này sẽ gây thêm căng thẳng cho thị trường nhà ở lẫn nền kinh tế. Trước đó, cơ quan quản lý tài chính của Anh Quốc đã cảnh báo hơn 750.000 gia đình có nguy cơ bị vỡ nợ khi lãi suất gia tăng. Tổng thống Pháp muốn dự hội nghị thượng đỉnh BRICS Ngoại trưởng của Pháp là Catherine Colonna cho biết là Tổng thống Emmanuel Macron muốn dự hội nghị thượng đỉnh của khối BRICS, trong đó có Nga, dự kiến diễn ra tại Nam Phi vào tháng 8 với tư cách quan sát viên. BRICS là khối có nền kinh tế mới nổi gồm có Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nam Phi đang là quốc gia chủ tịch, dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 8 ở Johannesburg. BRICS thường không mời lãnh đạo bên ngoài tham dự các cuộc họp. Sự tham dự của Tổng thống Emmanuel Macron nếu thành hiện thực sẽ là một đổi mới với mô hình BRICS mà chúng tôi đang có. Ngoại trưởng của Nam Phi, Nelody Pandor đã nói thêm rằng quyết định về khách mời do Tổng thống Cyril Ramaphosa đưa ra. Nam Phi đang trong thế tiến thoái lưỡng nan từ khi Tòa hình sự quốc tế phát lệnh bắt Tổng thống Putin vào hồi tháng 3. ICC yêu cầu 123 nước thành viên, trong đó có Nam Phi, bắt Tổng thống Putin và chuyển đến Hòa Lan để xét xử nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của họ. Nam Phi vào tháng Giêng đã gửi lời mời Tổng thống Putin đến dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg từ ngày 22 cho đến ngày 24 tháng 8 với tư cách là nguyên thủ quốc gia thành viên trong khối. Khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có dự hội nghị thượng đỉnh BRICS hay không, Điện Kremlin vào ngày 30 tháng 5 nói Nga sẽ tham gia ở cấp độ phù hợp. Nga tuyên bố đã bắn hạ được 3 máy bay không người lái ở gần một căn cứ quân sự chỉ cách Moscow khoảng 50 cây số. Tổng đốc của Moscow là Andrei Vorobyov đã đăng ở trên Telegram mới đây. Theo lời của ông Vorobyov, sự việc diễn ra ở thành phố Naro-Forminsk, cách Moscow khoảng chừng 50 cây số về phía tây nam. Bộ Quốc phòng của Nga xác nhận đã bắn hạ được 3 máy bay này thành công mà không gây ra thiệt hại hay thương vong. Trong bối cảnh, Ukraine đang tiến hành phản công để giành lại các khu vực bị quân đội Nga chiếm đóng, theo AFP, trong vài tuần qua, khu vực biên giới của Nga giáp với Ukraine phải thường xuyên hứng chịu những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Trong khi đó, thủ đô Moscow và các vùng lân cận nằm cách biên giới Ukraine khoảng chừng 500 cây số. Cho đến nay hiếm khi trở thành mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, chỉ trong tháng 5 ta có đến hai vụ tấn công xảy ra ngay trong khu vực của Moscow, thậm chí cả điện cầm Linh cũng đã bị nhắm vào. Tổng thống nga Vladimir Putin khẳng định rằng Kyiv đứng đằng sau sự việc mà ông gọi là khủng bố, mà lại không đưa ra được bằng chứng xác thực nào. Trong khi đó, Ukraine phủ nhận gây ra các vụ tấn công nói trên. Prigozhin tố lính Wagner chưa được nhận thưởng như được hứa. Lãnh đạo của Wagner là Evgeny Prigozhin cho biết. Phần lớn thành viên của tập đoàn chưa được trao huân chương vì thành tích kiểm soát mất như Tổng thống Putin đã hứa. Trong số các giải thưởng nhà nước dành cho chiến công kiểm soát Bermudt, chỉ có huân chương anh hùng Liên bang Nga đã được trao. Ông Yevgeny Prigozhin, là lãnh đạo của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Nga Wagner vào ngày 20 tháng 6 đã cho biết. Phần lớn thì thành viên chưa nhận được gì cả. Sau khi lực lượng của Nga kiểm soát Bakhmut vào ngày 20 tháng 5, Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng các đơn vị thuộc Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner và quân đội, đồng thời thông báo sẽ trao giải thưởng nhà nước cho tất cả quân nhân lập thành tích xuất sắc trong chiến dịch kiểm soát thành phố thuộc tỉnh Donetsk. Lãnh đạo Wagner cho biết là để đã đệ trình danh sách trao thưởng cho các thành viên Wagner. Ông nói là danh sách đang nằm ở Bộ Quốc phòng của Nga và có một số ồn ào liên quan đến ký quyết định. Đồng thời cho rằng là những người chịu trách nhiệm quên bất rằng lính Wagner đã chiến đấu và hy sinh tại Bakhmut. Theo ông thì tình trạng tương tự cũng xảy ra với quyết định công nhận thành viên Wagner là cựu chiến binh. Bộ Quốc phòng của Nga chưa bình luận về thông tin của lãnh đạo tập đoàn Wagner. Các đơn vị Wagner đã tham gia cùng với lực lượng chính quy của Nga trong chiến dịch tiến công Bakhmut, mật, đóng vai trò mũi xung kích trong trận đánh kéo dài nhiều tháng. Ông Prigozhin nhiều lần đã chỉ trích các chỉ huy quân đội của Nga, cáo buộc họ là nguyên nhân khiến cho lực lượng Wagner chịu thương vong nặng nề vì thiếu đạn dược, đặc biệt là tại Bakhmut. Phát ngôn viên của Điện Cầm Linh là Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại về chủ đề của Ukraine. Và tuần trước, một cuộc trò chuyện rất hiệu quả đã diễn ra với, với phái đoàn châu Phi và cuộc đối thoại này sẽ tiếp tục. Ông Peskov nói khi được trả lời câu hỏi của báo giới về việc liệu nước Nga có sẵn sàng nói chuyện với ai đó sau khi Kiev từ chối thỏa thuận đã được ký kết ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Điện Cầm Linh cho biết, quan điểm của Ukraine hiện tại hầu như khó có thể nói về một số cơ sở ổn định cho các cuộc đàm phán. Trong khi đó, tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết, các lực lượng vũ trang của Ukraine đang phản công lực lượng Nga chiếm đóng ở tại hai chiến trường chính ở phía đông và phía đông nam của Ukraine. Ông Zelensky đã nói trong một thông điệp vào ngày 21 tháng 6 là vào thời điểm này, những người lính của chúng ta ở phía nam và phía đông nam đang tích cực đẩy lùi đối phương ra khỏi vị trí chiến đấu. Châu Âu lo thất thế trong cuộc đua làm pin xe điện. Báo cáo kiểm toán có tên là Cần có chiến lược mới do tòa án kiểm toán của châu Âu vừa đưa ra kết luận rằng Liên Âu có nguy cơ tụt lại phía sau trong nỗ lực trở thành khu vực sản xuất pin toàn cầu. Mặc dù năng lực sản xuất pin của Liên Âu đang phát triển nhanh chóng theo lộ trình được vạch ra từ năm 2018, các chuyên gia kiểm toán cũng chỉ ra một loạt trở ngại lớn cho tham vọng của Liên Âu. Thị trường năng lượng thế giới đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm kế hoạch được đưa ra nhưng châu Âu lại chậm thích ứng và thay đổi kế hoạch của họ. Liên Âu cũng đã không lường trước việc Hoa Kỳ nhảy vào cuộc đua dưới thời của tổng thống Joe Biden. Đạo luật giảm lạm phát được thông qua vào tháng 8 của năm ngoái trợ cấp cho pin made in USA ở mức là 45 mỹ kim cho mỗi kilowatt và 10% chi phí sản xuất các khoáng chất và vật liệu quan trọng thêm nữa, Liên Âu vẫn đang thiếu các hiệp định thương mại tự do với các nhà sản xuất nguyên liệu thô hoặc là tinh chế lớn nhất toàn cầu cho pin, đặc biệt là Trung Quốc. Than trì tự nhiên, coban tinh chế, lithium, nickel. Cộng hòa dân chủ Congo cũng có coban thô và nước Úc có lithium thô. Hậu quả là đến cuối năm 2020, chi phí ước tính của một bộ pin được sản xuất ở châu Âu đã cao gấp đôi chi phí sản xuất một chiếc xe điện giá rẻ. Enemy turbo Boom, người đứng đầu cuộc kiểm toán này cho hay, nếu không hành động thì châu Âu có nguy cơ buộc phải hoãn lệnh cấm sử dụng phương tiện động cơ đốt trong à, sau năm 2035 hoặc là tiếp tục thi hành các phụ thuộc lớn vào Trung Quốc nơi sản xuất 76% pin toàn cầu. Vâng, kết thúc quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến thế giới. Xin quý vị đừng sợ khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Tập đoàn báo chí lớn nhất nước Mỹ đang kiện Google. Garnett là chủ sở hữu của tờ USA Today và hơn 200 tờ báo địa phương ở tại Mỹ đã nộp đơn kiện lên tập đoàn Google lên tòa án liên bang ở tại New York và đòi bồi thường thiệt hại. Trong đơn kiện, Garnett cho rằng Google và công ty mẹ là Alphabet đã kiểm soát độc quyền các hãng xuất bản mua bán quảng cáo trực tuyến. Đơn kiện viết rằng việc này khiến cho doanh thu của các hãng xuất bản và đối thủ của Google giảm đi đáng kể, còn Google được hưởng lợi nhuận lớn từ độc quyền này. Gannett hiện nay sở hữu tờ USA Today và hơn 200 tờ báo địa phương khác ở tại Mỹ. Họ là tập đoàn báo chí lớn nhất nước Mỹ về số lượng phát hành. Google kiểm soát khoảng chừng 25% thị trường quảng cáo trực tuyến ở tại Mỹ. Bên cạnh đó, Meta, Amazon và TikTok có khoảng hơn 30% thị phần. Các hãng xuất bản và website khác có tổng cộng nắm là khoảng gần 40% thị phần. Thị phần của các đại gia công nghệ ở trong thị trường này đã bắt đầu giảm nhẹ, nhưng Google vẫn nắm thị phần lớn nhất. Điều này đồng nghĩa là các hãng xuất bản vẫn phải đưa một phần vào công nghệ quảng cáo của Google để hỗ trợ cho hoạt động. Gannett cho biết Google kiểm soát 90% thị trường quảng cáo cho các hãng xuất bản. Trong thông báo đưa ra vào ngày hôm trước, chủ tịch kiêm CEO của Gannett là ông Michael Reed cho biết, sự thống trị của Google trong thị trường quảng cáo trực tuyến đã ảnh hưởng đến các hãng xuất bản cũng như người đọc và nhiều đối tượng khác. Để đáp lại, ông Dan Tyler, phó giám đốc phụ trách về quảng cáo toàn cầu của Google đã cho biết trên cuộc phỏng vấn của CNN rằng những cáo buộc trên là hoàn toàn sai trái. Hành động của Gannett diễn ra trong bối cảnh Google ngày càng phải đối mặt với nhiều cáo buộc về độc quyền ở tại Mỹ, Âu Châu trong mảng quảng cáo được coi như là nguồn thu nhập chính của họ. Tòa ra lệnh dân biểu dối như cụi Santos phải tiết lộ tên người trả tiền bảo lãnh. Một tranh án liên bang ra lệnh dân biểu George Santos của Đảng Cộng Hòa tại New York phải tiết lộ tên của những ai đã trả khoản tiền tại ngoại hậu tra lên tới 500.000 Mỹ Kim cho dân biểu này, theo hãng tin UPI đưa tin. Lệnh của tranh án Joanna Sebert, Tòa Liên bang Địa hạt Đông New York đưa ra vào hôm thứ Ba đòi tiết lộ tên của những người trả tiền bảo lãnh cho ông Santos vào trưa ngày thứ năm sau khi một số cơ quan truyền thông đã yêu cầu công khai danh tính. Đây là lần thứ hai một chánh án ra lệnh công bố tên của những người bảo trợ tiền bảo lãnh cho ông Santos. Và hồi đầu tháng này thì chánh án liên bang Anne Shields cũng đã ra lệnh công khai tên của những nhân vật hỗ trợ cho ông Santos trước khi lệnh của bà bị kháng cáo lên tòa trên. Theo luật sư biện hộ thì dân biểu Santos tuyên bố thà bị giam giữ trước khi xét xử hơn là cho phép tiết lộ danh tính của những người đã trả tiền bảo lãnh tại ngoại hậu tra. Vào tháng trước thì ông Santos không nhận tội trước một bản cáo trạng liên bang gồm có 13 tội danh về lừa đảo, rửa tiền, trộm cắp và nói dối trước Quốc hội. Điều đáng nói là dù sự dối trá trong câu chuyện đời tôi bị phơi bày trước công luận, thì ông Santos vào ngày 14 tháng 3 vẫn chính thức tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024. Dân biểu Santos đại diện cho khu vực Long Island địa hạt hoàn toàn về trình độ chuyên môn, học vấn và gốc gác của gia đình. Ông đang bị cả liên bang lẫn địa phương điều tra về tài chính và đang bị Ủy ban Đạo đức Hạ viện điều tra có thể. Ông đã dính líu hoạt động bất hợp pháp trong cuộc vận động tranh cử vô quốc hội vào năm 2022 hay không. Biện lý của của Manhattan hiện nay đang khẳng định, cựu Tổng thống Donald Trump và nhóm luật sư biện hộ cho ông ta đã không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh rằng vị quan tòa thụ lý vụ án tiền bịt miệng là không công tâm và thiên vị. Trong các hồ sơ của tòa án, biện lý của Manhattan đã đưa ra kết luận của Ủy ban Đạo đức Tư pháp rằng tránh án Juan Manuel Merchan không cần phải rút lui ra khỏi vụ án này. Các luật sư của ông Trump lập luận rằng, tránh án Merchant vì có con gái làm cố vấn chính trị cho các đối thủ thuộc về Đảng Dân Chủ, cho nên có ông có phần thiên vị trong các phán quyết trước đây liên quan đến cựu Tổng thống. Tuy nhiên, Ủy ban Đạo đức Tư pháp kết luận rằng ông Merchant vẫn có thể tiếp tục thụ lý vụ án miễn là ông tin rằng ông có thể giữ được sự công bằng và không thiên vị. Các luật sư biện hộ của cựu Tổng thống cũng đang tìm cách chuyển vụ án lên tòa án liên bang với cớ là tránh án Merchant sẽ hành xử thiên vị. Yêu cầu này sẽ được Tòa Liên bang xem xét vào ngày 27 tháng 6. Hồi tháng 4, tránh án Merchant cũng là người thụ lý vụ án gian lận thuế của Trump Organization. Công ty này bị truy tố là âm mưu gian lận thuế trong hơn 15 năm. Trong đó, giới chức hàng đầu của công ty không đóng thuế lợi tức cá nhân cho những khoản trợ cấp lớn. Số tiền phạt 1.6 triệu Mỹ Kim mà tránh án Merchant đưa ra là cao nhất theo luật của New York gấp đôi số tiền thuế mà một nhóm nhỏ giới chức của công ty không đóng cho những khoản trợ cấp như là thuê nhà miễn phí, xe hơi sang trọng và học phí của trường tư thục. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, Thủ tướng Modi thăm chính thức Hoa Kỳ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa tới Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 6 trong chuyến thăm cấp nhà nước được dự đoán là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Hoa Kỳ và Ấn Độ. Ông Modi đã đến Hoa Kỳ 5 lần kể từ khi trở thành thủ tướng vào năm 2014. Nhưng chuyến đi từ ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 6 sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông với đầy đủ quy chế ngoại giao của một chuyến thăm chính thức cấp nhà nước. Đây cũng là chuyến thăm cấp nhà nước thứ ba trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden và là chuyến thăm thứ ba của một nhà lãnh đạo Ấn Độ tới Hoa Kỳ, cho thấy quan hệ ngày càng bình chặt giữa Washington và New Delhi cũng như là khoảng cách mà họ đã đi kể từ khi ở hai bên đối lập trong chiến tranh lạnh. Chuyến thăm dự trù sẽ chứng kiến hai nước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao, với việc Ấn Độ tiếp cận các công nghệ quan trọng của Hoa Kỳ mà Washington hiếm khi chia sẻ với các nước không phải là đồng minh. Các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã mời ông Modi phát biểu tại một cuộc họp chung ở Quốc hội. Đây sẽ là bài phát biểu thứ hai của ông Modi, một binh dự hiếm có đối với một nhà lãnh đạo từng bị từ chối cấp thị thực vào Hoa Kỳ vì những lo ngại về nhân quyền. Chuyến thăm của ông Modi diễn ra trong bối cảnh có sự khác biệt trong quan điểm của Washington và New Delhi về cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Ấn Độ đã không lên án cuộc chiến của Nga và kêu gọi cả hai bên giải quyết những khác biệt thông qua ngoại giao người tị nạn ở tại Mỹ đóng thuế 25 tỷ Mỹ Kim vào năm 2019. Những người tị nạn tại Hoa Kỳ đóng thuế 25 tỷ Mỹ Kim vào năm 2019, theo một báo cáo mới của Hội đồng Di trú Hoa Kỳ đã được tờ báo The Hill dẫn lại. Bản báo cáo được công bố nhân ngày người tị nạn thế giới, cho thấy là những cộng đồng tị nạn đã ổn định ở tại Mỹ, họ đạt được thành tích kinh tế tốt hơn là dự trù. Trung bình gia đình người tị nạn nào ở tại Mỹ từ 5 năm trở xuống thì lợi tức là khoảng 35.000 Mỹ Kim cho một năm. Nhưng nếu ở Mỹ 20 năm trở lên thì lợi tức đã tăng vọt lên là 71.400 Mỹ Kim, cao hơn lợi tức gia đình trung bình của cả nước là 4.300 Mỹ Kim. Bản báo cáo phân tích dữ liệu từ khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ của cơ quan thống kê dân số từ 2015 đến 2019 tập trung vào 2.4 triệu người tị nạn dựa trên quốc tịch cũng như là ngày mà họ đến Mỹ lợi tức gia đình của họ vào năm 2019 đạt khoảng 93.6 tỷ Mỹ Kim, trong đó số tiền mà họ đóng thuế là 25 tỷ. Kết quả khảo sát rõ ràng là người tị nạn đóng thuế đến hàng tỷ Mỹ Kim mỗi năm và chứng tỏ tinh thần kinh doanh đáng kể, với tỷ lệ rất cao về làm chủ doanh nghiệp, lấy quốc tịch và sở hữu nhà. Theo Giám đốc nghiên cứu của AIC cho biết, theo bản báo cáo, 13% số người tị nạn hiện nay cũng là chủ doanh nghiệp trong khi đó chỉ có 9% số người sinh ra ở tại Mỹ và 11.7% số người nhập cư không phải là tị nạn làm chủ doanh nghiệp. So với người nhập cư khác, người tị nạn cũng tham gia vào chính trị, lấy quốc tịch Mỹ nhiều hơn sau 20 năm sinh sống ở đất nước này. 89.9% người tị nạn lấy quốc tịch Mỹ so với 67.5% số người nhập cư khác và 59.2% số người tị nạn có nhà, con số này cao hơn người nhập cư khác là 51.7% nhưng lại thấp hơn người sinh ra ở tại Mỹ, con số người sinh ra tại Mỹ là 65.7%. Chính quyền của tổng thống Joe Biden đặt ra mục tiêu sẽ nhận 125.000 người tị nạn vào năm nay. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng mục tiêu này khó có thể đạt được. Hoa Kỳ hối thúc liên lạc quân sự dù Trung Quốc khước từ. Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc thiết lập các mạng liên lạc quân sự sau khi đề nghị này đã bị từ chối trong chuyến thăm của ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken tới Bắc Kinh. Bà Sarah Burran, giám đốc cấp cao phụ trách các vấn đề Trung Quốc và Đài Loan tại Hội đồng An ninh Quốc gia tòa Bạch Ốc, nói với các phóng viên rằng việc thiết lập mạng liên lạc quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là điều thiết yếu để giảm mâu thuẫn giữa hai cường quốc toàn cầu. Trong chuyến thăm của ông Blinken đến Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 6, hai bên đã đồng ý giảm bớt sự cạnh tranh để tránh xung đột, nhưng không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Trung Quốc cho biết là các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ là một trở ngại cho việc đối thoại quân sự giữa hai bên. Trước đó, trong thông cáo gửi đến báo Wall Street Journal, Ngũ Giác Đài cho biết là quân đội của Trung Quốc đã thông báo với Washington rằng họ từ chối lời đề nghị hồi đầu tháng 5 của phía Hoa Kỳ về việc tổ chức cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và người đồng cấp của Trung Quốc là Lý Thượng Phúc tại Singapore. Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã trở nên căng thẳng kể từ tháng 8 của năm 2022 sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ khi đó là bà Nancy Pelosi đã thăm Đài Loan bất chấp sự phản đối gây gắt của Trung Quốc. Tình hình càng xấu đi sau vụ Hoa Kỳ bắn rơi khinh khí cầu nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc khi đi vào không phận vào hồi tháng 2 của năm nay, cùng với việc chính phủ của Trung Quốc đã cấm vận hãng chip Macron của Hoa Kỳ. Vị giám đốc bị mất chức đã lên tiếng về độ an toàn của tàu lặn Titan. Hãng OceanGate năm 2018 đã từng sa thải vị giám đốc phụ trách về hoạt động hàng hải sau khi ông này nêu lên lo ngại về độ an toàn của tàu lặn Titan. Theo tài liệu được AFP công bố, trong vụ kiện ở tại tiểu bang Washington cách đây 5 năm, OceanGate là công ty vận hành và sở hữu tàu lặn Titan, cáo buộc vị giám đốc phụ trách về hoạt động hàng hải là ông David Lockridge đã vi phạm thỏa thuận bảo mật khi tiết lộ các thông tin bí mật và độc quyền. Đáp lại Ông Lockridge trong đơn phản tố cho biết ông bị công ty OceanGate sa thải sau khi nêu rõ những lo ngại nghiêm trọng về độ an toàn có liên quan đến thiết kế chưa được thử nghiệm và kiểm chứng của tàu lặn Titan. Vị cựu giám đốc này bày tỏ lo ngại khi OceanGate từ chối thực hiện kiểm tra không phá hủy đối với thiết kế của thân tàu. Phương pháp này để nhằm tìm ra lỗi bên trong hoặc là ngoài vỏ mà không gây tổn hại đến mẫu kiểm tra. Ông cho biết thiết kế cửa sổ quan sát của tàu lặn chỉ chịu được áp suất cho phép ở độ sâu là 1.300m. Tuy nhiên, công ty Ocean đã lên kế hoạch đưa khách xuống đến độ sâu là 4.000m. Ông Lockridge cảnh báo, hành khách ở trên tàu có thể sẽ gặp nguy hiểm khi tàu lặn xuống quá sâu. Ban đầu, ông nói với ban giám đốc của công ty Ocean Gate về lo ngại có liên quan đến kiểm soát chất lượng và độ an toàn của tàu lặn Titan. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị bỏ qua. Thay vì giải quyết những lo ngại mà ông nêu ra, tìm ra cách khác để khắc phục vấn đề và bảo đảm an toàn cho tàu thai thân hoặc là đánh giá của cơ quan chuyên môn. Ocean Gate thì làm điều ngược lại và đã lập tức sa thải ông. Theo hồ sơ của tòa án có viết, tàu lặn thai thân chở theo 5 người, bắt đầu chuyến qua tham quan sát của con tàu Titanic ở dưới đáy đại dương vào hôm 18 tháng 6 và đã mất tích vào cùng ngày. Giới chức của Hoa Kỳ và Canada đã huy động nhiều nguồn lực cho chiến dịch tìm kiếm. Và đó là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Á Châu. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Trung Quốc sẽ xây căn cứ huấn luyện quân sự ở Cuba. Trung Quốc và Cuba đang tiến đến thảo luận về việc thành lập một căn cứ huấn luyện quân sự mới trên quốc đảo chỉ cách Hoa Kỳ 100 dặm theo nhật báo Wall Street Journal đưa tin. Một giới chức cấp cao của Hoa Kỳ tiết lộ tin tình báo cho hay Bắc Kinh và Havana đang thảo luận kiểu binh chủng nào được đào tạo tại căn cứ này và cơ cấu lãnh đạo tại đó ra sao. Giới chức trong chính quyền ông Biden đã đưa vấn đề này với những người đồng cấp ở Bắc Kinh và Havana. Tuy nhiên thì hiện phía của Hoa Kỳ vẫn chưa rõ là Trung Quốc và Cuba tiến xa đến đâu trong các triển vọng nhằm đạt được thỏa thuận theo lời của giới chức nêu trên. Các giới chức trên đã giấu tên vì đưa ra một thông tin tình báo tuyệt mật. Tin tức này được đưa ra ngay sau chuyến đi của ngoại trưởng Anthony Blinken đến Trung Quốc. Khi được các phóng viên hỏi về chuyện căn cứ huấn luyện của Trung Quốc tại Cuba, Ngoại trưởng Blinken cho biết là ông đã nói rất rõ ràng với Bắc Kinh rằng Washington có mối quan tâm sâu sắc về các hoạt động tình báo hoặc là quân sự của Trung Quốc tại Cuba. Quay sang tình hình chính trường tại Thái Lan, thưa quý vị. Hạ nghị sĩ 89 tuổi sẽ chủ trì phiên họp để bầu lãnh đạo Hạ viện Thái Lan khóa mới. Chính trị gia kỳ cựu là ông Viroj Pao 89 tuổi, là hạ nghị sĩ đắc cử của Đảng vì nước Thái, sẽ chủ trì phiên họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới, khi các hạ nghị sĩ bỏ phiếu để bầu lãnh đạo Hạ viện mới. Ông Viras sinh năm 1933, là ứng cử viên hạ nghị sĩ số 1 theo danh sách của Đảng vì nước Thái, trở thành hạ nghị sĩ lớn tuổi nhất ở trong Hạ viện khóa mới. Theo quy chế điều hành các phiên họp của Hạ viện, hạ nghị sĩ trúng cử cao tuổi nhất sẽ chủ trì phiên họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới. Tại phiên họp này, Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chọn chủ tịch và hai phó chủ tịch của Hạ viện. Trong trường hợp hạ nghị sĩ cao tuổi nhất tranh cử một trong các chức vụ lãnh đạo của Hạ viện, thì hạ nghị sĩ cao tuổi nhất tiếp theo sẽ chủ trì cho phiên họp. Chính trị gia virus sẽ tròn 90 tuổi vào cuối năm nay. Ông từng là phó thủ tướng Thái Lan vào đầu năm 2000, khi ông Joan Lipai là thủ tướng. Mặc dù việc điều hành phiên họp đầu tiên của Hạ viện chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, song người điều hành có thể đóng vai trò quan trọng. Phiên họp đầu tiên của hạ viện khóa mới của năm 2019 đã diễn ra rất phức tạp và căng thẳng, buộc phải trì hoãn trong vài giờ đồng hồ do những bất đồng giữa liên minh cầm quyền và phe đối lập. Tiếp theo là bản tin liên quan đến trường mẫu giáo ở Đài Loan cho trẻ uống siro chứa chất gây nghiện. Các giáo viên tại một trường mẫu giáo ở thành phố Tân Bắc của Đài Loan vừa bị tố cáo là cho học sinh uống siro chứa các thành phần gây nghiện trong tuần này thì cảnh sát vào cuộc điều tra và không nói rõ vì sao trẻ lại được cho uống siro gây nghiện hiện vụ bê bối ở trường mẫu giáo này khiến cho nhiều gia đình lên án vì họ không nhận được câu trả lời rõ ràng hàng trăm người đã tham gia một cuộc biểu tình bên ngoài các tòa nhà của chính quyền địa phương ở thành phố đài bắc kêu gọi cảnh sát phải công khai minh bạch kết quả của cuộc điều tra nhiều người cũng chỉ trích chính quyền vì không công khai thông tin của vụ việc. Vụ việc lần đầu tiên được phơi bày vào tháng 5 khi một phụ huynh đã tố cáo nhân viên trường mầm non cho con uống một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Mike, phụ huynh, một bé 5 tuổi, nói với BBC rằng trong dịp Tết nguyên đáng, nhiều phụ huynh đã nhận thấy con mình có những triệu chứng giống hội chứng nghiện. Benzodiazepine. Đây là triệu chứng ở những người từng sử dụng loại thuốc này và sau đó đã vật vả vì thiếu thuốc. Phụ huynh thấy các con trở nên cấu kỉnh, bồn chồn và hay la hét khi ngủ. Thậm chí thì các con quấy khóc vì bị chuột rút ở chân. Mike đã kể lại như trên và đồng thời cho biết là nói chuyện với con thì phụ huynh mới biết là con đã được cho uống thuốc lạ ở trường. Sau khi biết chuyện thì phụ huynh đã nộp đơn khiếu nại lên nhà trường và chính quyền địa phương. Vào đầu tháng 6 thì chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra và phát hiện ít nhất là 8 trẻ có một lượng nhỏ chất gây nghiện trong cơ thể. Đến ngày 12 tháng 6 thì trường mẫu giáo này đã được lệnh đóng cửa. Lãnh đạo trường đã bị phạt 150.000 tân đài tệ, tức là gần 5.000 Mỹ Kim. Hiệu trưởng và 5 giáo viên khác đã bị cảnh sát bắt giữ để thẩm vấn, nhưng sau đó được tại ngoại. Tình trạng thất nghiệp của giới trẻ tại Trung Quốc khó có thể sớm được giải quyết. Các nhà kinh tế nhận định nhiều người trẻ ở Trung Quốc hiện nay đang phải đối mặt với một thị trường việc làm khó khăn nhất trong nhiều thế hệ và họ cần chuẩn bị tinh thần cho thời kỳ khó khăn hơn ở phía trước vì những thách thức sẽ không thể biến mất trong thời gian ngắn. Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm từ 16 đến 24 tuổi đã tăng dần kể từ năm 2020 và đạt kỷ lục mới trong 2 tháng qua. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc được nhận định dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa vào tháng 7 và tháng 8 khi con số kỷ lục là 11.58 triệu sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và sẽ gia nhập vào thị trường lao động. Lưu Feng, là giám đốc của Trung tâm nghiên cứu kinh tế vĩ mô của Trung Quốc Đại học Bắc Kinh đã nhận định rằng, quốc gia này đang ở trong thời điểm khó khăn nhất có liên quan đến việc làm cho thanh niên kể từ năm 1978. Theo ông, vấn đề này sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên, người phát ngôn của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc là Phó Lăng Huy thì lại cho rằng nhiều người đã hiểu sai về số liệu thất nghiệp ở giới trẻ. Ông khẳng định chỉ có 33 triệu trong số 96 triệu người trong độ tuổi từ 16 đến 24 có thể gia nhập vào thị trường lao động, bởi vì nhiều người còn đang là sinh viên và 20% trong tổng số 33 triệu người đó không thể tìm được việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở tại Trung Quốc vẫn ở mức cao kể từ năm 2020 và vẫn chưa giảm xuống dưới mức 14% kể từ tháng 5 của năm 2021. Theo ông Lu, sự phục hồi kinh tế ảm đạm trong năm nay đã ảnh hưởng đến nhu cầu tuyển dụng. Bên cạnh đó, những người thất nghiệp trong thời đại dịch sẽ tái gia nhập vào thị trường, khiến cho sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt hơn. Tiếp theo phần tin Á Châu, Nam Hàn kiểm tra nồng độ phóng xạ tại các bãi biển. Chính phủ của Nam Hàn thông báo sẽ kiểm tra khẩn cấp nồng độ phóng xạ trong nước biển tại 27 bãi biển chính của nước này trước khi các bãi biển mở cửa cho khách du lịch vào mùa hè năm nay. Hành động này nhằm loại bỏ mối lo ngại trước việc Nhật Bản thực hiện kế hoạch xả nước thải nhiễm nhiễm phóng xạ đã qua tinh chế từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi ra biển. Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức của chính phủ cho biết, nước này cũng có kế hoạch kiểm tra hàng tháng mức độ phóng xạ trong nước biển ở vùng biển mở rộng gần tỉnh Fukushima và vùng biển này không thuộc quyền tài phán của nước nào. Theo thứ trưởng của Bộ Hải dương và Thủy sản Song Sang-kwon, các mẫu nước đã được lấy từ những vùng biển như vậy để so sánh mức độ phóng xạ trước và sau hoạt động xả thải của Nhật Bản. Sau khi có kết quả kiểm tra nước biển tại 27 biển nói trên, chính phủ sẽ tiếp tục công tác kiểm tra hàng tuần sau khi Nhật Bản thực hiện kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ. Mục đích là để bảo đảm an toàn cho người dân trong nước và du khách nước ngoài trong mùa du lịch hè này. Thứ trưởng Son cũng cho biết là chính phủ có kế hoạch nâng số địa điểm kiểm tra nồng độ phóng xạ ở các vùng biển từ 92 nơi lên 200 nơi phó tránh văn phòng điều phối nhà nước của Nam Hàn là Park Kyo Jeon, cho biết là nước này vẫn duy trì lệnh cấm nhập cảng thủy hải sản từ tỉnh Fukushima cho đến khi các kết quả an toàn thực phẩm được công bố và được người dân chấp nhận. Singapore lần đầu tiên trở thành thành phố đất đỏ nhất thế giới. Theo báo cáo, phong cách sống và sự giàu có toàn cầu của năm 2023 của tập đoàn ngân hàng Julius Baer có trụ sở tại Thụy Sĩ thì Singapore lần đầu tiên đã trở thành thành phố đắt đỏ nhất về hàng hóa và dịch vụ dành cho người giàu, vượt qua Hồng Kông, London và New York. Báo cáo cho biết, xe hơi và bảo hiểm y tế cơ bản ở tại Singapore đắt hơn mức trung bình của thế giới lần lượt là 133% và 109%, nằm trong số 12 hàng tiêu dùng và 8 dịch vụ phản ánh các loại chi tiêu của người giàu. Báo cáo cũng cho biết, tại Singapore, nhu cầu nhà ở rất cao, giáo dục đắt đỏ và chi phí sinh hoạt chung cũng cao. Dân số quốc nội và người nước ngoài tăng, trong khi diện tích nhỏ được cho là lý do hàng đầu khiến cho chi phí sinh hoạt ở tại Singapore luôn ở mức cao. Thành phố và đảo quốc này có rất ít tài nguyên thiên nhiên và phải nhập cảng hầu như là toàn bộ thực phẩm. Ly hôn giấy chứng nhận hạnh phúc của nhiều phụ nữ tại Trung Quốc. Trong khi chính quyền của Trung Quốc đang tìm cách ứng phó với khủng hoảng suy giảm dân số thì nước này lại ghi nhận tỷ lệ ly hôn vượt tỷ lệ kết hôn và sinh sản. Các vụ bạo lực gia đình gia tăng và phong trào nữ quyền ngày càng mạnh mẽ đã dẫn đến làn sóng ly hôn trên khắp Trung Quốc. Nước này lần đầu ghi nhận tỷ lệ ly hôn vượt tỷ lệ kết hôn vào năm 2012 và đạt đỉnh là 4.71 triệu ca trong năm 2019. Đến năm 2022 thì con số này đã giảm xuống còn 2.1 triệu ca ly hôn. Chủ nghĩa nữ quyền hiện đại tại Trung Quốc bảo vệ đòi hỏi các quyền và lợi ích của phụ nữ, từ việc chống lại định kiến bất bình đẳng giới và quyền thượng đẳng của nam giới, phụ nữ Trung Quốc sẵn sàng chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc để bảo vệ quyền lợi của mình. Tiệc ly hôn hiện nay thường được các thế hệ sau thập niên 1980 tổ chức, kể từ đầu những năm 2010 thì nghi lễ này nổi lên như là một cách tiếp cận tao nhã để kết thúc tình yêu và kỷ niệm hôn nhân. Ngày càng có nhiều phụ nữ chia sẻ cuộc sống hậu ly hôn đầy tích cực trên mạng xã hội, Họ ca ngợi giấy ly hôn là giấy chứng nhận hạnh phúc. Thậm chí một số người còn chi hàng ngàn mỹ kim cho việc chụp ảnh ly hôn. Vâng, kết thúc quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến Á Châu. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị trong những năm gần đây nhiều học sinh ở vùng quê hà tĩnh sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông đã không vào đại học mà tìm đường đi lao động ở nước ngoài trong số đó có không ít học sinh giỏi đã từng được những trường đại học có tiếng ở trong nước tuyển dụng từ quyết định chọn đường đi sang nước ngoài để lao động các em đã chắt chiêu gửi tiền về cho cha mẹ để xây cất những ngôi nhà khang trang thay đổi hẳn bộ mặt của những thôn xóm trước kia nghèo khó đổi lại số lượng học sinh đại học ở những nơi này ngày càng giảm đi thậm chí có làng xã nhiều năm liền không có sinh viên đại học. Ông Đặng Tuấn Anh là Chủ tịch Ủy ban xã Thiên Lộc thuộc huyện Can Lộc, đã tính rằng toàn xã có hơn 1.500 người lao động ở nước ngoài tập trung ở các nước Âu Châu. Trung bình mỗi cá nhân gửi về 30 triệu đồng hàng tháng, tức là hơn 1.200 Mỹ Kim. Tính ra mỗi năm có hàng trăm tỷ đồng được gửi về. Một hiệu trưởng của trường trung học phổ thông thuộc huyện Can Lộc cho biết, Năm học 2021 đến 2022, trường chỉ có 30% ghi danh vào đại học, số còn lại xuất cảng lao động. Và năm ngoái, Việt Nam trở thành một trong 10 quốc gia nhận kiều hối hàng đầu trên thế giới. Với tổng số tiền từ người lao động ở nước ngoài gửi về, năm 2022 là 19 tỷ Mỹ Kim, cao hơn 1 tỷ so với năm 2021. Nguồn kiều hối về Việt Nam chủ yếu đến từ các quốc gia có số lượng lớn người định cư như là Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan. Số còn lại đến từ những lao động xứ người, chủ yếu là thanh niên ở nhiều tỉnh phía Bắc. Số liệu của Bộ Lao động Việt Nam cho biết, tính cho đến hết năm ngoái, có khoảng 600.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 30 ngành nghề khác nhau, đóng góp hơn 3 tỷ Mỹ Kim kiều hối mỗi năm. Việt Nam truy tố những người bị cáo buộc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Công an các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố 7 người bị cáo buộc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng xã hội. Truyền thông nhà nước loan tin này vào ngày 21 tháng 6 theo nguồn tin từ công an hai tỉnh. Công an tỉnh Bắc Ninh cho báo chí biết là phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an huyện Tiên Du vừa phát hiện 6 người bị cho là có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Những người này có độ tuổi từ 24 cho đến 31 tuổi và đều là nam giới. Theo hồ sơ điều tra của công an được báo nhà nước trích dẫn, những người này thuê máy chủ và tên miền của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài để xây dựng, tạo lập các website, sau đó đã đăng tải các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên các trang web nhằm để thu hút nhiều người xem, từ đó hưởng lợi tiền quảng cáo. Công an huyện Tiên Du đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một người bị xác định là cầm đầu đường dây, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 người còn lại về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Theo Điều 326 Bộ Luật Hình Sự, những người bị kết tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy bị phạt tiền từ 10 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng, tức là tương đương với 425 cho đến 4.250 Mỹ Kim, phải cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Bộ trưởng Công an Tô Lâm ám chỉ là sẽ siết chặt an ninh hơn sau vụ việc ở Đắk Lắk. Trong buổi trình bày dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh và trật tự ở cơ sở Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã bày tỏ sự cảnh giác của nhà cầm quyền sau vụ tấn công trụ sở chính quyền xã mới đây ở tại Đắk Lắk. Ông khẳng định: "Bây giờ xảy ra chuyện gì không ổn thì không thể nói đến chuyện phát triển kinh tế hay bàn về dự án. Nhiều tỉnh đã nói với tôi về chuyện này như Nghệ An, Hà Tĩnh khi xảy ra Formosa, cả năm giải quyết khiếu kiện vướng mắc còn thời gian đâu để bàn về phát triển kinh tế xã hội. Ở Đắk Lắk vừa qua xảy ra một việc như thế, không thể coi thường được." Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, BBC nhận định thông tin ban tuyên giáo đã đưa ra chỉ đạo rằng báo chí phải chấp hành tuyệt đối kỷ luật thông tin, chỉ đăng những thông tin chính thức của Bộ Công an, không mở rộng thông tin, kiểm soát chặt chẽ bình luận. Một nhà báo ở trong nước cho biết, thông thường những chỉ đạo này đã được thực hiện qua tin nhắn điện thoại tới các lãnh đạo của cơ quan báo chí. Trên thực tế, báo chí chính thống ở Việt Nam chỉ đưa tin rất nhỏ giọt với nội dung giống nhau, hầu như là chỉ dẫn lại thông tin từ Bộ Công an. BBC đã phỏng vấn và trò chuyện với năm nhà báo, cũng như một tư ký của tòa soạn đang làm việc ở trong các tòa soạn trong nước. Hầu hết họ đều cho rằng báo chí hiện tại đang ở mức thấp nhất về tự do vì Ban tuyên giáo và Bộ Thông tin Truyền thông sử dụng triệt đề các công cụ của họ để kiểm soát báo chí, khiến cho không gian tác nghiệp của nhà báo và tòa soạn ngày càng trở nên thu hẹp và vai trò tuyên truyền ngày càng được nhấn mạnh hơn là tính độc lập và khách quan của các nhà báo. Công an nói nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng nhận tội. Sau nửa tháng bị bắt, nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng chính thức bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an ở Sài Gòn chính thức cáo buộc trốn thuế 5.2 tỷ đồng, tức là khoảng 221.182 Mỹ Kim. Trước lúc bị bắt thì bà Hồng, 51 tuổi, sáng lập viên tổ chức Change, cổ võ bảo vệ môi trường, từng nhận học bổng của quỹ Obama và được các báo ở Việt Nam ca ngợi là anh hùng môi trường. Báo Công an Nhân dân vào ngày 21 tháng 6 cho biết thêm, bà Hoàng Thị Minh Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội có đơn xin và nộp khắc phục hậu quả để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đại diện gia đình của bà Hồng đã nộp khắc phục hậu quả 200 triệu đồng, tức là khoảng 8.507 Mỹ Kim, theo giới quan sát thì việc công an ở Sài Gòn đưa thêm chi tiết về cáo buộc trốn thuế nhắm vào bà Hồng được hiểu là chính quyền thẳng tay bỏ tù bà này bất chấp vụ bắt giữ bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án. Đến nay thì có 65 tổ chức quốc tế gửi thư cho ông Barack Obama, cựu tổng thống Hoa Kỳ, kêu gọi ông áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho bà Hoàng Thị Minh Hồng. Chúng tôi viết thư này xin ông giúp kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho bà Hoàng Thị Minh Hồng. Bức thư của 65 tổ chức quốc tế viết như vậy vào ngày 20 tháng 6 và nói rằng, tổ chức Change là một tổ chức đi đầu trong chiến dịch vận động chấm dứt xây dựng và tài trợ các nhà máy điện sử dụng than đá tại Việt Nam. Nhà cầm quyền chuẩn bị kết án bà và Vu cho cái tội trốn thuế. Cả Liên hiệp quốc và Bộ ngoại giao của Hoa Kỳ đã công khai kêu gọi trả tự do cho bà. Quảng Ngãi tính xây khu đô thị hơn 7.300 ha ở Dung Quất. Ủy ban Nhân dân của tỉnh Quảng Ngãi vừa phê chuẩn nhiệm vụ khảo sát và lập ra quy hoạch để xây dựng khu đô thị Đông Nam Dung Quất. Theo quyết định này, tổng quy mô của dự án khu đô thị dịch vụ Đông Nam Dung Quất là 7.345 ha. Dự án có một mặt giáp biển, phía bắc giáp với nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ủy ban Nhân dân Quảng Ngãi cho biết đây sẽ là khu vực phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ là cửa ngõ phía đông nam của khu kinh tế Dung Quất. Theo quy hoạch, dân số ở tại dự án cho đến năm 2045 sẽ là 200.000 người. Kinh phí dự án để lập quy hoạch là gần 12 tỷ đồng. Yêu cầu thực hiện trong 9 tháng từ ngày ký hợp đồng tư vấn. Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2045, khu kinh tế Dung Quất có diện tích hơn 45.300 ha, trong đó diện tích đất liền ở là 33.500 ha còn lại là đảo Lý Sơn và diện tích mặt nước. Đến năm 2030, khu kinh tế Dung Quốc sẽ có dân số khoảng 347.000 người, trong đó 85% là dân số đô thị. Tiếp theo phần tin Việt Nam, giả từ thiện lừa gần 6.000 người lấy hơn 230.000 bỉa kim. Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Hoàng Công Trường, 37 tuổi, trú tại phường 10 quận Gò Vấp của Sài Gòn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra từ đầu năm 2021, Trường nhận ra rằng là không có gì kiếm tiền dễ bằng cách đi lừa đảo. Một trong những kế hoạch lừa đảo nhẹ nhàng nhất là làm giả từ thiện. Thế là trường đã gia nhập một số nhóm trên Facebook để tạo dựng mối quan hệ cộng đồng. Sau đó, hắn tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn, thương tâm, tải hình ảnh và nội dung về máy tính, rồi xào nấu câu chuyện sao cho lâm ly bi rồi đăng lên Facebook kêu gọi mọi người góp tiền cứu người bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của hắn. Trong số đó có bài viết hình ảnh kêu gọi giúp đỡ tiền cho cháu Hoàng Duy Kiêu, đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, kèm theo một số giấy tờ liên quan. Theo điều tra từ cơ quan chức năng thì chỉ từ tháng Giêng cho đến tháng 6 của năm 2021, đã có 5.887 người hảo tâm ở nhiều nơi đã chuyển cho trường hơn 5.6 tỷ đồng, tức là khoảng 238.000 Mỹ Kim ủng hộ từ thiện tiền hỗ trợ mai táng. Theo thống kê bước đầu của công an thì người chuyển nhiều nhất là hơn 5 triệu đồng tức là 212 Mỹ Kim và ít nhất là 20.000 đồng tức là chưa đến 1 Mỹ Kim. Chưa rõ trong số người bị lừa gạt có ai ở nước ngoài hay không. Những người có hoàn cảnh đáng thương không nhận được một chút tiền trợ giúp nào từ các nhà hảo tâm. Tất cả số tiền quyên góp được trường đã tiêu xài hoang phí cho bản thân mình. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam ở trên công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google xếp vị trí thứ 7 ở trên thế giới, đạt mức tăng trưởng 10 đến 25% trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3 cho đến đầu tháng 6. Cụ thể, top 10 điểm đến có tốc độ tăng trưởng cao nhất trên thế giới gồm có Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Croatia, Ấn Độ, Ý, Tây Ban Nha, Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Anh Quốc. Trong đó 10 thị trường quốc tế tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Nam Hàn, Singapore, Anh Quốc, Mã Lai, Đức và Pháp. Bên cạnh đó, dữ liệu của Google còn chỉ ra 7 địa phương được du khách tìm kiếm nhiều nhất, bao gồm có Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang và Hội An. Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam trong năm nay đã tăng gấp 3 đến cho đến 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, là thời điểm mở cửa du lịch trở lại. Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ về nhu cầu du lịch Việt Nam. Không chỉ tăng trưởng lượng tìm kiếm về du lịch, theo thống kê trong năm tháng đầu năm nay, ngành du lịch Việt Nam cũng ghi nhận có nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể đó là Việt Nam đón khoảng 4.6 triệu lượt khách quốc tế, tương đương với 57.5% kế hoạch trong năm. Trong thời gian qua, lượng khách nội địa đã đạt được 50.5 triệu lượt, tương đương với khoảng 50% kế hoạch trong năm. Và đó là những phần tin liên quan đến Việt Nam thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin địa phương. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Và sau đây là những bản tin cuối. Gia đình người bị cảnh sát Los Angeles chích điện khởi kiện đòi bồi thường 100 triệu Mỹ Kim. Gia đình của Kenan Anderson, một giáo viên ở Washington, DC, đã qua đời sau khi bị cảnh sát của LAPD chích điện liên tiếp vào hồi tháng Giêng năm nay, đã để đơn kiện sở cảnh sát Los Angeles, nơi đã xảy ra vụ việc và đòi bồi thường thiệt hại là 100 triệu Mỹ Kim. Luật sư của gia đình nạn nhân là ông Ben Crump mô tả vụ việc là bạo lực cảnh sát quá liều. Kết quả giám định pháp y cho thấy là trái tim của Anderson đã bị nở lớn do dùng cocaine và bị chích điện quá nhiều. Đơn kiện có nguyên đơn là vợ và con trai 5 tuổi của Anderson, cáo buộc sở cảnh sát Los Angeles đã vi phạm quyền công dân của anh như là hành hung, bỏ tù vô lý và thiếu trách nhiệm trong việc huấn luyện cảnh sát. Nguyên đơn cho rằng là Anderson không phải là mối đe dọa ở thời điểm đó nhưng vẫn bị cảnh sát chích điện bởi vì màu da của anh ta. Trước đó thì gia đình của nạn nhân đã yêu cầu thành phố Los Angeles bồi thường 50 triệu nhưng bị chính quyền của thành phố bác bỏ. Luật sư của thành phố đã từ chối bình luận. Hãng tin AP đưa tin rằng một chủ tiệm sửa xe ở tiểu bang Georgia đã từng trả lương cho nhân viên cũ bằng 91.500 đồng tiền xu có dính đầy dầu nhớt. Mới đây đã bị tòa buộc phải trả thêm số tiền tương đương với gần 4 triệu đồng xu. Tòa liên bang phán quyết rằng ông Miles Walker là chủ tiệm Walker Auto Works ở Peachtree City phải trả cho 9 nhân viên tổng cộng là 39.934 mỹ kim gồm có tiền overtime còn nợ và tiền bồi thường. Luật sư của ông Walker đã chấp nhận số tiền này để dàn xếp đơn kiện dân sự của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Trong đó ông bị cáo buộc là đã trả đũa anh Andreas flatton là nhân viên cũ của tiệm vào năm 2021. Sau khi anh Fladen nộp đơn kiện lên Bộ Lao động tố cáo ông Walker còn nợ anh 915 mỹ kim tiền lương. Ông Walker đã trả đã chờ hơn 90.000 đồng tiền xu có dính đầy dầu nhớt nhớ tới và đổ trước nhà của anh kèm theo tờ ngân phiếu được ký bằng chữ tục tử. Qua điều tra thêm, Bộ Lao động đã nhận thấy là tiệm của ông Walker còn vi phạm quy định về giờ overtime của luật liên bang. Tòa liên bang đã tán thành thỏa thuận dàn xếp. Theo đó, ông Walker chấp nhận trả tiền overtime vẫn còn nợ và bồi thường cho anh Flatton tổng cộng gần 8.700 Mỹ Kim. 8 nhân viên khác cũng sẽ nhận được mỗi người từ 513 cho đến 14.640 Mỹ Kim trong một năm sau. Giá nhà ở Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giảm dù số lượng nhà rao bán ít. Theo tạp chí Money, trong một phân tích được công bố gần đây, công ty địa ốc Redfin nhận thấy rằng thị trường nhà ở nói chung đang ngày càng có ít doanh số bán. Nhưng mặc dù số nhà rao bán trên thị trường hạn chế nghiêm trọng, giá vẫn tiếp tục giảm qua từng năm. Báo cáo của Redfin cho biết là giá trong 4 tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 5 đã giảm 1.9% so với một năm trước. Đây không hẳn là một hiện tượng mới vì giá nhà trung vị tức là median. Hồi tháng 4 đã giảm 18.000 Mỹ Kim kể từ tháng 4 của năm ngoái và giá chỉ tiếp tục đi xuống. Trong khi giá nhà trung vị vào thời điểm đó ở mức là 408.031 Mỹ kim thì hiện nay giảm xuống còn 337.750 Mỹ kim. Trong khi xu hướng giá nhà này có lợi cho người mua, một số thị trường đang thấy mức giá giảm mạnh hơn mức trung bình. Hầu hết thì sự suy giảm nhu cầu mua nhà xuất hiện trong giai đoạn đầu của quá trình mua nhà. cả số lượng ghi danh vay thế chấp mua nhà và hoạt động xem nhà đều giảm 7% so với tháng 4. Những điều này cho thấy là việc tăng lãi suất thế chấp đã ảnh hưởng lớn đối với kế hoạch mua trước cả giá. Lãi suất thế chấp có lẽ là yếu tố lớn nhất đã đè nặng lên thị trường địa ốc từ khi Fed đã bắt đầu tăng lãi suất để chống lạm phát vào tháng 3 của năm ngoái mặc dù có vẻ như là Fed có thể sớm nới lỏng các đợt tăng lãi suất và gián tiếp khiến cho lãi suất thế chấp giảm xuống, vẫn có một số suy đoán rằng là hành động của hệ thống ngân hàng trung ương sẽ chưa thực sự dừng lại. Dựa trên suy đoán này thì lãi suất thế chấp sẽ tăng trở lại. Và sau đây là bản tin cuối thưa quý vị. Một người đàn ông bị truy tố vì tấn công tình dục hai phụ nữ bị bắt tình ở thành phố Irvine. Ông Eleuterio Gomez Godinez, 47 tuổi, vừa bị truy tố tội hiếp dâm người bất tỉnh và tội hiếp dâm trong những vụ xảy ra từ ngày 20 tháng 2 của năm 2015 và tội quan hệ tình dục bằng miệng với người bất tỉnh vào hôm mùng 8 tháng 5 năm 2022. Tất cả đều là tội đại hình theo hồ sơ của tòa án. Tại viên tòa sơ thẩm ở Santa Ana, ông Gomez Godinez không nhận tội và bị yêu cầu ra tòa trở lại vào ngày 28 tháng 7 ở Harbor Justice Center tại thành phố Newport Beach. Người đàn ông này bị bắt vào hôm thứ Năm tuần trước, sau khi điều tra viên nhận ra được bằng chứng cho thấy ông ta có dính líu đến vụ tấn công tình dục vào năm 2022. Trung sĩ Kerry Davis là phát ngôn viên của Sở Cảnh sát của Irvine cho biết, hiện nay vẫn chưa có thông tin nào khác như là thông tin liên quan đến vụ tấn công tình dục vào năm 2015 và đó là các bản tin trong ngày của sài gòn tv xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi xin kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo